lạnh và rất rất lạnh. Hiện tại ngoài trời đang khoảng tầm đâu đó 9 độ C. Thời gian gần đây thì có rất nhiều người nói với mình rằng: anh ơi, review cho Girl With You của Giorgio Armani đi. Thực ra tôi có chai nước hoa này khá là lâu rồi và tôi chỉ có duy nhất một bản, đó là phiên bản EDT, là phiên bản gốc thôi. Những cái phiên bản nổi tiếng về sau thì tôi cũng chưa được thử. Nhưng mà sau một thời gian gọi là ngụp lặn ở các group nước hoa ở trên thế giới thì tôi đúc kết một điều rằng đây là mùi hương mà các chị em rất thích ngửi trên người các anh em. Nhưng nó không có nghĩa rằng các anh em cũng thích mùi hương này. Thế nên là video ngày hôm nay chúng ta sẽ review kỹ cũng như là tìm hiểu một vài điều hay ho và tại sao đến thời điểm này mình mới chia sẻ về em nó, và mình cũng đã có một quan điểm thống nhất từ đầu, đó chính là đây mặc dù là một cái mùi hương ok nhưng nó sẽ khá khó để có chỗ đứng ở thị trường Việt Nam không như là ở thế giới. Ở thế giới thì đây là mùi hương mà gọi có thể gọi là quốc dân, sánh ngang với YSL YEDP. Cùng nhau tìm hiểu nhé. Stronger With You phiên bản gốc được ra mắt vào năm 2017, và bên cạnh đó thì nó cũng có một cái phiên bản đó là Because It's You. Và cái bản Because It's You này thì các bạn cũng có khá nhiều flanker khác nhau, các bạn có thể tìm ở trên những cái nền tảng khác nhau. Mình thì được chưa được thử bản đấy, thế nên là sẽ chỉ nói về cái phiên bản EDT Stronger With You này thôi. Và cái chai nước hoa này được ra mắt 2017 và người đứng sau mùi hương đó chính là Cécile Martin. Bà là một perfumer, làm trước đây từng làm việc tại Firmenich và EFF. Nhưng mà sau này thì bà chuyển về main làm. Và thực sự thì ở Việt Nam, ngay cả đến những người chơi như mình thì mình cũng chưa thấy có quá nhiều sáng tạo gọi là có tính thời đại hay là quá nổi tiếng của Cécile. Và có một cái đó chính là trong cái bộ Stronger With You này của Giorgio Armani thì Cécile có 3 sáng tạo, đó chính là phiên bản gốc, phiên bản leather và phiên bản oud. Và bên cạnh đó thì một cái phiên bản được ra mắt ở trong cái phân khúc cao cấp, đó là Pivong Suzu. Ngoài ra thì có một mùi cũng gọi là có chỗ đứng của nhà Victor and Rogue, đó chính là Bon Bon, thì các bạn có thể tìm qua. Bên cạnh đó thì mình không thấy có quá nhiều sáng tạo nổi tiếng. Và chai nước hoa này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy về cái phần thiết kế, đây mình sẽ zoom sang cam này, khá là đơn giản với cái phần đáy thủy tinh rất là dày, kết hợp cùng với đó chính là cái phần nắp có một cái điểm nhấn, đó chính là cái cảm giác kiểu làm nó có cái phần thép ấy, quấn như này. Nó có gợi nhớ tới một chút về nhà Meritorosa, có một con cũng làm cái này. Nhưng mà cái nắp này nhá, thì các bạn cũng có lưu ý, đó chính là nếu mà các bạn phải đậy đúng chiều thì nó mới giữ chặt được, còn không thì nó rất dễ là bị bung ra. Đó, đây, đúng chiều như này, còn không các bạn đậy nhạy các bạn không thể nào đậy vào được. Một vài lưu ý thôi, còn nắp của nó thì cũng không chắc lắm. Đó, vòi xịt này khá là ổn, ổn, rất ổn. Đó, về phần mùi hương ấy, nếu như bạn là người đã từng thử qua những cái sáng tạo như là YSL La Nuit de Nôme này, hay là One Million của nhà Paco Rabanne, hoặc những sản phẩm như là Uchamel, Lermel, thì các bạn sẽ thấy rằng cho người biết You phiên bản gốc nó có một cái nét gì đó na ná, thừa tựa, khá quen thuộc. Thì cái mùi hương này được ra mắt vào năm 2017, và cái thời điểm đó thì cái trend làm kiểu lavender cùng với vanilla làm cho cái hơi hướng kiểu phương Đông, nhưng mà không quá là nồng nàn, thì trong người biết You không phải là một sáng tạo quá đặc biệt đó. Và có một cái nữa, đó là em này khi mà các bạn xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi cay, nhưng mà nó không phải cay theo hướng gia vị mà nó cay theo kiểu hơi the the, nó hơi gai mũi một tí, kết hợp cùng một chút hơi kiểu bột phấn của lavender xuất hiện rất rõ rệt. Và ở đằng sau ấy thì nó vẫn có một cái bay mùi ngọt, nhưng mà trước mắt khi các bạn vừa mới xịt lên chạm tay thì cái vai này nó tạo ra một cái cảm giác cực kỳ quen, như kiểu ở La Nuit de Nôme, như kiểu ở Paco Rabanne, One Million đấy. Thì cái phần top nốt này nó thật là tôi cũng không quá ấn tượng. Ở cái khoảng tầm 15 phút khi mà đã tồn tại ở trên da, bắt đầu khô ngấm lại trên da của các bạn, thì cho người biết You bắt đầu lên cái bay mùi ngọt của vanilla. Nhưng mà cái hay ở đây đó là vanilla xen kẽ một cách từ từ, chứ nó không phải ù ập như là những sản phẩm như là Uchamel hay là Lermel Elixir, mà nó có cái hơi hướng đi một cách chậm rãi, rất là smooth, rất là mượt đi vào mùi hương, và nó dần dần chiếm cái
chủ đạo của cái nhóm hương này. Và các bạn nhận thấy rằng cái nét the nó sẽ dần dần biến mất, và lúc sau ở trên da cuối cùng thì nó sẽ là một cái mùi vanilla ngọt khá cân bằng, kết hợp cùng với một chút hơi bột nhẹ, hơi kiểu phấn nhẹ của lavender. Một cái cảm giác rất là dễ chịu và chín chu, nhưng mà không bị quá già, quá classic. Và đối với mình ấy, thì Stronger With You ở trên da, mặc dù là mình đã mặc khoảng tầm vài ngày, và cái ấn tượng của mình đó là ban đầu thì Stronger With You khá là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà ở trên da lâu kết hợp với nhiệt độ cơ thể nóng thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét của vanilla nó xuất hiện cực kỳ rõ rệt, nhưng mà nó không hề khó chịu. Và có một hôm thì mình xịt em này buổi sáng, quay đầu ngồi mình đi ngủ buổi trưa, thì buổi chiều mình dậy mình cảm giác mùi hương nó nồng nàn, và mới chỉ một shot thôi nhá. Thì em này tôi nói thật luôn là sẽ chỉ phù hợp vào cái thời tiết mà mùa thu đông, không, mùa đông lạnh thôi. Còn nếu mà vào những ngày mà trời loanh quanh khoảng tầm trên 25 độ một tí hoặc 30 độ thì đây thực sự là một cái hơi đáng sợ. Nhưng mà ở trên thế giới thì Stronger With You lại là một cái mùi hương cực kỳ đa dụng, cực kỳ hot và an toàn. Và tại vì là ở bên châu Âu thì người ta nhiệt độ loanh quanh tầm 30-25 quay đầu, thế nên là người ta mới vote em này là chai nước hoa đa dụng của nhà Giorgio Armani. Với khí hậu của Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc hay là kể cả là Sài Gòn đi chăng nữa, thì đây không phải là một cái lựa chọn thông minh. Với cá nhân mình thì mình cảm nhận như vậy. Và nếu như bạn là một người chơi nước hoa ấy, thì khi các bạn ngửi Stronger With You thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái bay mùi ngọt khá là nhàm chán, rất là an toàn. Nhưng mà đối với những người mới thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái bay mùi khá là dễ chịu, rất là dễ xuống tiền, nịnh mũi ở phần top note và kể cả ở phần dry down. Có thể nói rằng là nó cũng không phải tự nhiên mà nó được vote đây là chai nước hoa đa dụng ở trên thế giới. Nịnh mũi dành cho kiểu mấy anh Tây kiểu trắng trẻo, xong rồi tóc kiểu hơi vuốt vuốt một tí. Nhưng mà với mình ấy, có nhiều người nói rằng cho người biết yêu có thể phù hợp với rất nhiều phong cách. Mình thì mình không đồng quan điểm như vậy. Tại sao? Với mình thì cho người biết yêu nó là một cái phiên bản gọi là bớt ngọt hơn, làm lịch sự và chỉn chu hơn so với Ultra Male. Còn đối với Lani The Gnome thì Stronger With You lại là một cái phiên bản trẻ trung hơn, năng động và tươi vui hơn. Và với mình thì mỗi khi mà nghĩ tới Stronger With You là mình sẽ nghĩ tới hình ảnh đó chính là những anh chàng đâu đó khoảng tầm 23 đến 25 tuổi đổ ra. Anh chàng bắt đầu có một cái phong cách ăn mặc, đó là quần Âu, thắt lưng, xong rồi những chiếc sơ mi và có thể khoác ngoài những chiếc blazer hoặc là những cái chiếc áo măng tô dài. Rất là trẻ trung, rất là gần gũi, tươi vui và năng động. Có một cái nét gì đó rất là ấm áp và thu hút, tại vì cái độ tỏa của mùi hương này ở trên tay mình thì nó cũng tỏa rất là tốt, đâu đó khoảng tầm một cánh tay. Đó. Riêng về phần hiệu năng và về phần mùi thì phải nói rằng trong cái review đáp ứng tốt tất cả những yếu tố đó. Đấy. Và cái mùi hương này thì nó cũng không bị quá là già, nó rất là trẻ trung, nó giống như kiểu những anh chàng 23-25 bắt đầu kiểu có một chút về gu ăn mặc này, lịch sự theo kiểu bóng bẩy trải chuốt, và rồi anh ta cũng chưa có người yêu, sẵn sàng có thể tiếp nhận khá là phóng khoáng và cởi mở. Tại vì trong người With You cùng với Because It's You thì nó đều là mùi hương mà người ta lấy cảm hứng từ cái việc mà người ta gọi là cổ động cái phong trào, đó là tình yêu một cách hiện đại, một cách phóng khoáng. Đó, thì cái này các bạn có thể tìm ở trên trang Fagundica để có thể nhìn thấy rằng là những cái bài báo viết về Stronger With You lúc mà nó mới ra mắt vào năm 2017. Và em này thì lưu trên da tôi cụ thể nó chính là khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, cực kỳ tốt. Và tỏa thì như anh nói rồi, đó là khoảng tầm hơn một cánh tay. Khủng khiếp đấy. Nhưng tại sao mình lại nói đó là mùi hương này nó khó có chỗ đứng ở Việt Nam? Như vậy, yếu tố đầu tiên đó là về cái khí hậu. Stronger With You sẽ chỉ đáp ứng ở khí hậu trời lạnh, tầm 25 độ quay đầu là ok. Còn với những ngày trời nóng thì không ổn, mà các bạn biết rồi, khí hậu ở Việt Nam thì 9 tháng là nóng, chỉ có tầm 3 tháng là lạnh. Như kiểu thời điểm hiện tại thì các bạn xịt Stronger With You thì perfect luôn. Nhưng mà nóng tí nữa thì nó không hề ổn một tí nào. Cái thứ hai đó chính là nếu mà đúng trên góc độ là người chơi thì Stronger With You khá nhàm chán và an toàn. Đặc biệt là những cái bay mùi ngọt để các bạn có thể mặc được hàng ngày. Thì như mình đã nói rất rất nhiều khi mà nói về những cái nhóm mùi ngọt, đó là một thời gian là các bạn sẽ chán, nó không có sự bền bỉ, không có sự thú vị. Đó. Và thêm một cái yếu tố cuối cùng, đó là ở thị trường Việt Nam ấy, thì Stronger With You đã đặt chân vào rồi, nó đã được biết tới khá lâu rồi, nhưng
ở Việt Nam thì những cái sáng tạo ở cái phân khúc loanh quanh khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nó nhiều. Và cái nhóm mùi như thế này chúng ta gặp rất nhiều, như là ở By The Fire Play, ở cái nét ngọt cũng có phần giống, và thương hiệu thì ok hơn này, hay là những cái mùi như One Million, hay là những cái mùi khác. Và ở người Việt ấy, thì người ta sẽ chuộng theo cái kiểu ngọt đậm nhiều hơn. Còn nếu mà ngọt theo cái kiểu trung tính, kiểu an toàn như thế này thì nó không phải là một cái lựa chọn dành cho số đông. Thế nên là cho người review, dù có, mình nghĩ là dù có nhiều người review đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái tệp khá khó tiếp cận. Nhưng cái này nó là một cái có thể mình xếp vào điểm yếu. Nhưng nếu như bạn đang tìm một cái bay mùi ngọt lạ mũi, có xu hướng an toàn, dễ dùng, lái bay ổn, giá thành đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 củ khoai, không quá lăn tăn về vấn đề tài chính, thì các bạn hoàn toàn có thể chọn em nó. Nhưng mà tôi không biết là sau cái video này hoặc là một cái thời gian nữa nhiều người review thì trong cái review có phổ biến ở trên thị trường hay không. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ rằng là bạn thích phong cách của mấy anh Tây đâu đó 23-25 tuổi, kiểu làm về thời trang những các thứ, thì các bạn hoàn toàn có thể theo đuổi mùi hương của Trong Người With You rất là an toàn. Các bạn có thể xài từ đi việc là đi chơi này, đi hẹn hò này, có thể là đi những cái buổi ngoài trời hoặc là đi sự kiện những các thứ. Còn bảo là đi làm văn phòng thì mình nghĩ là cũng xài được, nhưng mà khuyên là có một cái giới hạn về nồng độ xịt thôi. Tại vì với tôi thì ở trong môi trường văn phòng, dù kể cả mùa đông thì khoảng tầm 4 đến 5 shot của này hơi ngột, tầm 3 thôi là ok vì tỏa rất là tốt. Đó, thì với mình thì mình không hề chê, mình đánh giá cao cho người With You. Nhưng mà với những cái lựa chọn ở tầm giá em này thì chúng ta có nhiều lựa chọn tốt hơn, hợp với gu người Việt hơn. Còn trên góc độ người chơi thì no. Không biết là các bạn đã từng thử qua cho người With You phiên bản EDT, bản gốc này hay chưa? Hay là các bạn từng thử qua phiên bản nào rồi? Rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới để có thể những người khác xem sau, người ta có thể có thêm những góc nhìn. Và nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!